Chào bạn, hôm nay tôi đang có mặt trong một căn phòng của khách sạn 3 sao có tên là Mây Sapa. Tuy nhiên là các bạn hãy lưu ý rằng là ở Sapa này sẽ có hai khách sạn có cái tên rất là giống nhau. Đây là Mây Sapa nhưng cách đây khoảng vài trăm mét là có khách sạn nữa có tên là Mây Hồ Sapa. Đây là hai khách sạn khác nhau các bạn nhé. Từ khách sạn Mây Sapa này đến nhà thờ đá. Tại sao tôi lấy cái nhà thờ đá ra làm cái điểm mốc? Bởi vì là tại nhà thờ đá thì đã được coi là trung tâm của thị xã Sapa rồi. Nó cũng giống như ở Hà Nội thì có Hồ Gươm là trung tâm của thủ đô Hà Nội vậy. Thì từ đây đến nhà thờ đá là cỡ khoảng 1,2 km. Nghe thì có vẻ là xa, thì tuy nhiên là chúng ta cũng có thể hoàn toàn đi bộ. Tất nhiên là với người Việt Nam mình ấy, thì cái câu chuyện đi bộ nó làm cái gì đó rất là xa xỉ. Tuy nhiên là với người Tây thì người ta có thể đi bộ một ngày đến 2-30 km là chuyện bình thường. Và sở dĩ các bạn thấy là tôi đang hút thuốc ở trong phòng thế này bởi vì là phòng của tôi là phòng mở. Đây là hai cái cửa sổ nó mở thông với phố, tức là đây là phòng view phố. Nên là khi mà tôi hút thuốc như này thì chỉ một lúc thôi là cái không gian này nó sẽ đẩy hết khói thuốc ra ngoài. Tất nhiên là tôi nói như vậy không phải là để khuyến khích chúng ta hút thuốc lá, bỏ thuốc lá được là tốt. Tuy nhiên là hiện nay thì tôi chưa bỏ được. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng như thường lệ của DC Tour, tôi đã hứa là khi tôi đã đến một cái địa danh mới nào, một cái nhà hàng hay khách sạn nào hay một cái địa điểm vui chơi nào, tôi thấy ok, tôi sẽ giới thiệu để các bạn lần sau đến đó thì có thể là book phòng qua Easy Tour hoặc các bạn có thể booking trực tiếp. Tuy nhiên tôi nhắc lại một lần nữa là book phòng qua Easy Tour nói riêng và các công ty du lịch nói chung thì gần như chắc chắn là sẽ được cái giá tốt hơn là cái giá mà các bạn trực tiếp đến đây để đặt phòng. Đấy là cái dịch vụ liên kết giữa các công ty du lịch và những cái điểm lưu trú như khách sạn hay là thậm chí là nhà hàng hay một số điểm vui chơi. Tôi nói điểm vui chơi chẳng hạn như là ở Sapa đây thì có Fansipan này, có bản Cát Cát, có cổ kính này, vân vân. Thì các bạn booking qua các công ty du lịch chúng tôi chắc chắn là sẽ có những cái giá nó ưu đãi hơn. Đấy là cái mà để công ty du lịch có thể tồn tại chứ không phải là chúng tôi cấu xé vào cái dịch vụ bữa ăn hay là những cái dịch vụ khác để lấy cái đó làm lãi cho công ty của mình. Và thêm nữa là tại sao mà Easy Tour lại chọn cái Mây Hotel này để làm cái điểm lưu trú cho đoàn bảo hiểm Daiichi Life Vĩnh Yên 1 là bởi vì là thứ nhất là cái cơ sở vật chất đấy cũng khá ổn so với cái số tiền mà phải bỏ ra để ở đây. Nào bây giờ chúng ta sẽ tận mục sở thị sẽ cùng review những cái nội thất trang thiết bị trong căn phòng này nó có xứng đáng như là tôi đã vừa giới thiệu công. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là cái hiện trạng mà tôi đã ngủ một đêm ở đây. Và như tôi đã nói ở video trước thì trước khi rời khách sạn thì chúng ta nên dọn dẹp lại qua qua cái phòng của mình. Mặc dù là khi chúng ta rời khỏi khách sạn thì chắc chắn là sẽ có bộ phận dọn phòng người ta sẽ xử lý việc này. Tuy nhiên là nó có hai cái tác dụng để chúng ta nên dọn cái giường, đặc biệt cái giường này. Thứ nhất là để xem là trong cái chăn này nó có bị lẫn cái đồ dùng dụng cụ gì của mình không, đặc biệt là ví tiền hay điện thoại chắc là khó rồi, nhưng ví tiền hay là đồng hồ hay là nhẫn thì rất dễ có thể bị lẫn ở trong này sau một đêm ngủ, đặc biệt là các bạn là có gấu vật lộn một đêm nhá. Ok, cặp chăn này không nhất thiết là phải ngay ngắn lắm đâu. Cái này ban đầu, cái giải này ban đầu vào như thế nào thì da mình cũng nên cho nó trở lại trạng thái ban đầu như thế. Ok, đây là cái giường 1m6 dành cho hai người và đối diện phía bên kia là cái giường 1m2 dành cho một người. Như vậy là cái phòng này là có sức chứa là 3 người. Ở đây thì ở góc quay này thì chúng ta sẽ quan sát được rõ hơn. Đây là cái giường 1m6 mà tôi vừa giới thiệu. Còn đây là cái giường 1m2 dành cho một người. Còn đây là cái đèn ngủ này, cái đèn ngủ hơi tệ. Lát nữa thì tôi sẽ có trao đổi với giám đốc khách sạn để những cái đoàn khách sau người ta sẽ được cái cảm nhận và trải nghiệm tốt hơn đối với Mây Sapa. Còn đây là cái giá hoa quả. Ban đầu là nó nằm ở cái bàn bên kia, tuy nhiên là vì tôi bày biện nhiều đồ quá, tôi ném nó sang bên này cho nó gọn. Cái phòng này là phòng cư phố, tôi rất thích phòng cư phố và nó có cái hay nữa là cái cửa này là cửa có thể mở ra được, cực kỳ có thể mở ra được. Và những ai mà nghiện thuốc lá như tôi thì cực kỳ thích những cái phòng khách sạn mà nó có cái ban công ở bên ngoài hoặc là ít ra nó có cái cửa sổ mở như thế này. Thì mình muốn hút điếu thuốc thì cũng không phải chạy xuống tận dưới sảnh.
Đây cửa sổ đây các bạn, cửa sổ nhìn ra phố đây. Khách sạn Mây Sapa này thì nằm ở trên mặt đường Thạch Sơn. Nó rất là tiện, như tôi ban nãy đã nói là nếu như mà theo đứng theo chiều này ấy, thì bên tay phải là trung tâm của Sapa, bên tay trái là về hướng chợ Sapa và chợ đêm Sapa. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở các góc khác nhé. Đây, đây là cửa vào đây. Cửa vào thì cũng dùng cái khóa từ, tuy nhiên là cái cửa này cũng lại bị hỏng rồi, rất là tệ. Còn đây là cái bàn làm việc như tôi đã chia sẻ những cái phim trước ấy, là tôi rất thích những cái phòng khách sạn nào có bàn làm việc như thế này, bởi vì tôi liên tục phải mang máy tính xách tay đi làm việc, và ngồi máy tính mà phải ngồi ở cái giường ấy thì nó rất là tệ. Đây là một trong những cái ưu điểm mà tôi cực kỳ ưng ý với Mây Sapa. Còn đây là cái đèn ngủ như tôi đã nói ban nãy. Đây, cái đèn ngủ đã sập xệ như thế này mà ông chủ khách sạn cũng không để ý. Chắc là bộ phận dọn phòng cũng không báo lại cho bên quản lý khách sạn. Thậm chí là nó còn không có cả bóng đèn. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh ở phía trong cái đèn ngủ đấy nha. Không có bóng đèn luôn. Một lỗi nữa mà khách sạn Mây Sapa này cần phải lưu ý là cái cửa này cần phải chỉnh sửa sớm, để cho những cái đoàn khách khác đến người ta sẽ được cảm nhận từng cái chi tiết một rất ok. Đây ví dụ như cái ổ khóa này. Đây, ổ khóa phòng bên cạnh thì nó phải như thế này cơ. Đây. Đó. Cho nó không toe toét như cái khóa của phòng tôi. Đây, từ cửa đi vào thì là nhà vệ sinh. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá cái nhà vệ sinh này. Khá ổn, nhà vệ sinh này khá ổn. Một tấm gương lớn, ok. Bồn cầu, ok. Bồn rửa mặt cũng ok. Và bên cạnh cái bồn rửa mặt này còn có một cái máy sấy tóc. Tuy nhiên là cái vật dụng này tôi là chắc chắn là không bao giờ cần đến. Vòi sen cũng ok. Đêm qua tôi tắm thì sử dụng rất ok, không có lỗi gì. Ok, phòng tắm. Thưa quý vị và các bạn, và chương trình review các nhà hàng và khách sạn mà mỗi điểm đến Easy Tour sẽ thực hiện, nếu như thấy nhà hàng hay là khách sạn đó xứng đáng để chúng ta có thể trải nghiệm thêm một lần nữa. Rất là mong quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi kênh Âu Lạc TV của công ty truyền thông và du lịch quốc tế Easy để chúng ta có thể cập nhật được những cái thông tin nó chính xác nhất, thực tế nhất có thể. Và tôi cũng xin được nhấn mạnh lại một lần nữa tới quý vị và các bạn là khi chúng ta book phòng, dù là một phòng hay nhiều phòng qua các công ty du lịch như Easy Tour thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái giá ưu đãi hơn rất nhiều khi mà chúng ta trực tiếp đến khách sạn booking. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.